từ nãy đến giờ tớ cứ phân vân giữa việc khoán nhóm của mấy tay ở đặc xá và khoán thẳng cho hộ ở Hồng Vân. Thế theo cậu thì cách nào hay hơn? Cách khoán nào cũng có cái hay và cái dở của nó. Khoán hộ tận dụng được sức lao động phụ và kích thích được ý thức tự chủ về kinh tế của người nông dân. Nhưng nếu quản lý không tốt thì rất dễ rơi vào lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến lợi ích chung. Còn khoán nhóm như hợp tác xã Đằng Xá đang làm có ưu điểm là hợp tác xã quản lý được lao động và kế hoạch sản xuất, duy trì được ý thức làm ăn tập thể, quản lý chặt chẽ được sản phẩm làm ra. Nhưng nếu quản lý không tốt thì rất dễ sinh ra tình trạng ỷ lại hoặc là làm dối làm giá cho qua ngày như hiện nay. Đúng, đúng. Tớ cũng nghĩ đúng như cậu đấy. Theo em ấy, cứ giao quách ruộng đất cho nông dân làm là hay nhất. Nộp cho hợp tác xã xong còn bao nhiêu hưởng tất. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Anh nào lười cho chết. Thế nhưng gia đình có con đi chiến đấu không còn lao động thì sao? Theo cậu thì để cho người ta chết đói à? Thì làm được bao nhiêu thì làm, thiếu bao nhiêu hợp tác xã có trách nhiệm bù vào. Nếu người ta cứ dựa vào hợp tác rồi đâm ra chây lười thì sao? Trường hợp này thì đầu óc của một lái xe như em không thể trả lời được. Phải nhờ đến đầu óc vĩ đại của thư ký riêng bí thư thôi ạ. Theo tớ ấy, việc cậu nghĩ ra chuyện trả lại ruộng đất cho nông dân trở về với con đường làm ăn cá thể cũng vĩ đại đấy, không kém gì ai đâu. Không thể nói giao ruộng cho xã viên làm rồi nộp sản phẩm cho hợp tác là làm ăn cá thể được. Đúng. Ruộng đất hợp tác xã vẫn quản, sản lượng hợp tác xã vẫn thu. Thế thì hợp tác xã mất gì nào? Có chăng ấy, chỉ mất kiểu làm ăn lười biếng, rong công phóng điểm thôi. Bí thư thấy em nói thế có đúng không? Cậu nói đúng điều tớ đang nghĩ. Mà cậu Đô cũng nói đúng điều tớ đang nghĩ. Này cậu nhìn xem, kia có phải là tốp học sinh đang đi học về không? Đúng đấy bí thư ạ. Không khéo có cả cái giường ở đây cũng nên. Chào các cháu. Chào bác. Sao đi học giờ này mới về? Bọn con còn phải ở lại sinh hoạt chi đoàn ạ. Bố có quà cho con và các bạn đây. Quà gì đấy bố? Chú Đô. Dạ. Chào chú. Chào các cháu. Chào chú. Bánh mì này, thịt hộp này. Tiêu chuẩn ăn trưa của bố, chú Đô và chú Hành đấy. Hợp tác mời ăn trưa nên bố để dành lại cho con và các bạn đấy. Nếu hợp tác xã không mời cơm thì con không có quà chứ gì. Con gái vài tuổi nữa thì lấy chồng, còn vòi qua mà không biết ngượng. Thế bố có về nhà sơ tán của con không ạ? Bác chủ nhà cứ nhắc bố luôn đấy ạ. Bố làm việc ở hợp tác xã Đằng Xá muộn quá. Bây giờ phải trở về ủy ban xã để đón chú Pha và chú Hạp trả về huyện. Thôi, gặp con ở đây là được rồi nhá. Thế nhỡ bác chủ nhà biết bố lên Cao Sơn mà không vào thăm bác ấy thì sao ạ? Hay con không kể chuyện gặp bố nhá? Con không được nói dối. Cứ bảo là bố lên thăm con, nhưng vì có việc vội nên phải quay về ủy ban xã. Hôm nào bố sẽ lên thăm sau, giúp bố chuyển lời hỏi thăm tới hai bác ấy nhé. Con và mấy bạn cầm bánh mì và thịt hộp về ăn liên hoan với con bác chủ nhà cho vui. Sau cái bánh mì bé như quả bàng và hộp thịt lợn thì như lát dưa chuột cắt ngang, mà chúng con lại có 6 đứa, lại còn thêm con bác chủ nhà thì ai ăn ai được ạ? Liên hoan thì lấy vui làm chính chứ. Thế con học hành thế nào? Tạm được thôi bố ạ. Với bố ấy, đừng khi nào dùng hai chữ tạm được, mà chỉ được phép nói khá hoặc giỏi thôi. Vậy thì con xin báo cáo lại, con thường xuyên bị xếp vào loại học sinh kém nhất lớp 10A. Bác phải hiểu ngược lại cơ bác ạ. Thế bố không thưởng gì cho con à? Cúi đầu xuống đây, bố thưởng cho cái cốc. Thế hạnh kiểm thế nào? Rất trung bình ạ. Bố nhắc đi nhắc lại cũng không thừa. Đừng khi nào dùng chức bí thư tỉnh ủy của bố để làm cái gậy tiến thân. Chức bí thư của bố chỉ là tạm thời. Cuộc đời của các con mới là dài lâu. Phải dùng kiến thức và nghị lực của mình mà đi lên, nhớ chưa? Bố cứ yên tâm, con sẽ không ỷ lại đâu. Mà anh Tuyên có gửi thư về không hả bố? Có. Anh ấy bảo con đi lao động để kiếm tiền mua cho bố chiếc xe Diamant nữa đấy. Bố ơi, con bảo này,
Bố mà thích đi săn thì bố bảo anh ấy mua cho bố một khẩu súng hơi. Thầy giáo trưởng con cũng có một khẩu, nên ngày nào các cô các thầy cũng có thịt chim để ăn. Chim ở trên này nhiều ơi là nhiều. À, có thế mà bố không nghĩ ra. Được, bố sẽ bảo thằng Tuyên không mua xe đạp nữa, mua cho bố khẩu súng hơi. Hả? Khẩu súng hai nòng của bố chỉ bắn được chim to mà cũng chỉ bắn được có mùa thôi. Thế bố mẹ có xuống thăm em Bắc, em Hà và em Việt ở chỗ khu sơ tán không ạ? Có, cách đây mấy tuần, cả bố, mẹ đều xuống thăm các em. Các em con ngoan lắm, thằng Bắc học rất giỏi đấy. Con nhớ chúng nó quá bố ạ. Mà thôi, trời sắp tối rồi, bố về đi kéo các chú ấy chờ. Ừ, bố cũng hẹn với các chú ấy đi một tiếng rồi quay lại. Chắc bây giờ các chú ấy sốt ruột lắm đấy. Thôi, con và các bạn về đi kẻo tối nhé. Nhớ bảo với bác chủ nhà là bố gửi lời hỏi thăm nhé. À, bác chào các cháu nhé. Chào bác ạ. Bố đi nhé. Vâng. Con chào bố đi ạ. Nhá. Chào chú ạ. Chào chú ạ. Tôi đồng ý là muốn vực sản xuất của Gia Đạo dậy. Điều đầu tiên cần làm là phải củng cố lại tổ chức rồi mới tính đến những việc khác. Nhưng phương pháp của tôi thì khác với cô Chi. Theo tôi, huyện không nên ra chỉ thị hay nghị quyết về việc cải tổ lại bộ máy lãnh đạo của Hợp tác xã Gia Đạo. Việc này phải giao cho chi bộ và xã viên Gia Đạo quyết định. Tôi đã lăn lộn ở Gia Đạo suốt thời gian qua, nên tôi nắm rất rõ tình hình ở đó. Nói chung, vai trò lãnh đạo của chi bộ Gia Đạo rất mờ nhạt. Cấp ủy có 5 người thì 3 người nằm trong ban quản trị. Thường vụ đảng ủy có 7 người thì 3 người, trong đó có phó bí thư, chủ tịch xã, không muốn bầu lại ban quản trị, không muốn thay đổi. Cán bộ, đảng viên như thế thì làm sao giao cho chi bộ và xã viên quyết định việc thay đổi bộ máy lãnh đạo của hợp tác xã? Chả lẽ đảng viên trong chi bộ Gia Đạo lại yếu kém cả hay sao? Không hết thì cũng gần nửa. Số đảng viên này thấy cảnh làm ăn sa sút của hợp tác, đã nhiều lần góp ý trong các cuộc họp chi bộ là phải tìm mọi cách để vực năng suất lúa lên. Nhưng không ai chịu nghe, đâm ra bi quan chán nản, không muốn đấu tranh nữa, chỉ chú tâm lo mảnh ruộng phần trăm của mình. Cô bảo gần một nửa là yếu kém, còn già nửa những đảng viên vẫn giữ được phẩm chất của mình. Người ta bảo một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh rừng. Vậy hơn nửa số đảng viên còn lại không thể cháy thành ngọn lửa hay sao? Sao hôm nay tự dưng anh lại ăn nói văn hoa thế? Tôi nghĩ thế nào thì nói thế thôi. À, hôm trước cô có lên thăm bí thư tỉnh ủy, có đưa việc bầu lại ban quản trị hợp tác xã Gia Đạo ra để xin ý kiến không? Anh Kim còn mệt nên không tiện nói nhiều, nhưng nghe qua anh ấy cũng ủng hộ. Thậm chí còn nói là sẽ có chỉ thị, nhưng bị chị Thường can là không nên. Chị Thường khuyên huyện ủy Tam Bình nên đứng ra lo việc này. Tôi cũng đã nhận lời với bí thư là sẽ đứng ra chỉ đạo việc bầu bán lại ban quản trị. Thế theo cô, huyện nên ra nghị quyết hay chỉ thị về chuyện này hay sao? Đúng là vạn bất đắc dĩ thì huyện mới đứng ra can thiệp. Tốt nhất là để nội bộ Gia Đạo làm thì vẫn hay hơn. Lần đầu tiên thấy bí thư huyện ủy tỏ ra phục thiện trước mặt chủ tịch đấy. Nói phải, củ cải cũng nghe. À, thế tuần vừa rồi anh có xuống Bình Minh không? Xuống hôm kia, tình hình ổn rồi, mọi người đã vui vẻ với nhau. Có chuyện bằng mặt mà không bằng lòng không? Không đâu. Tay chính bí thư đảng ủy tỏ ra ân hận chuyện mình đã gây ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Không có gì nguy hại bằng sự mất đoàn kết. Tuần này anh hoặc anh Lâm xuống An Lưu bàn với anh Huy và anh Văn, chủ nhiệm hợp tác xã An Bình, về việc tổ chức lại sản xuất có được không? Được, cả hai chúng tôi sẽ cùng đi. Tôi nghe anh Kim bảo
hợp tác xã Đằng Xá có những cách làm ăn rất hay. Thế à? Hay là anh đi cùng với anh Huy và anh Văn lên đó nghiên cứu một chuyến xem sao. Họ làm được mấy vụ rồi, chắc đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Thấy cái gì hay và phù hợp với mình thì đưa về áp dụng, khỏi phải mày mỏ cho mất công. Để tôi xuống An Bình bàn với tay Huy xem sao. Nếu hắn đồng ý thì tôi tổ chức mấy anh em lên đó tham quan luôn. Ừ. Này, hay là anh tổ chức cho một số chủ nhiệm, bí thư đảng ủy của các xã Bình Minh, Gia Viễn, Thọ Lão làm thành một đoàn, lên đấy tham quan luôn một thể. Tôi sẽ bảo chị Luận, bí thư đảng ủy xã Đạo Thắng đi cùng với anh. Tôi thấy không nên tổ chức rầm rộ, sẽ không có lợi đâu. Vì sao ạ? Việc chuyển đổi lại cơ cấu sản xuất đang ở trong giai đoạn tự phát. Phần lớn những nơi này đều không muốn ồn ào về cách làm ăn của mình. Có người thì ủng hộ, có người cũng phản đối. Nếu ta rầm rộ kéo nhau lên thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Cứ để tôi và cậu Huy, cậu Văn lặng lẽ lên nghiên cứu. Thấy cái gì hay thì về phổ biến cho các hợp tác xã để học tập. Như thế ổn hơn. Tùy anh, việc ở Gia Đạo cứ thống nhất như thế nhé. Tôi sẽ làm việc với chi bộ Gia Đạo. Nếu cần thì sẽ tổ chức họp xã viên. Nếu ban lãnh đạo ở Gia Đạo và Đạo Thắng phản đối việc bầu lại ban quản trị thì huyện sẽ đứng ra can thiệp. Anh thấy như thế có được không? Mong huyện đừng phải nhúng tay vào là tốt nhất. Anh muốn thử xem tôi có húc nổi tảng đá kia không chứ gì. Để rồi xem. Bây giờ tôi phải về qua nhà thăm mẹ tôi một lát rồi xuống Đạo Thắng luôn. Anh gánh vác mọi việc giúp bộ tôi với nhé. Tay Lấu bảo anh tìm tôi có việc gì phải không? Có việc này cần trao đổi, về nhà tới cho tiện. Có quan trọng lắm không? Liên quan đến số phận của các cậu. Quan trọng thế cơ? Anh có thể nói cho tôi nghe được không? Đã bảo về nhà tớ rồi mà. Nói dọc đường không tiện, nhỡ lọt vào tai ai thì chẳng hay ho gì. Ông có nghe xì xào gì về việc bầu lại ban quản trị hợp tác xã của các ông chưa? Tôi có nghe loáng thoáng, tưởng người ta nói đùa cho vui. Có chuyện đó thật à? Bà Chi bà Luận trao đổi với nhau, vô tình tớ nghe được. Hôm qua bà Luận mới chính thức trao đổi với tớ. Hình như việc này có sự chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy. Các cậu rắc rối to rồi đấy. Thì anh nói thế nào với bà Luận về việc này? Tất nhiên là tớ phản đối, với lý do là mất ổn định tổ chức, ảnh hưởng đến điều hành sản xuất. Mà từ hôm ấy không thấy nhắc lại. Hôm qua sau khi bà Luận trao đổi xong, tớ vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Nhưng xem ra ý kiến của tớ chẳng có tác dụng gì, vì bí thư huyện ủy đang nằm chỉ đạo ở đây nên khó mà vùng vẫy được. Cách duy nhất bây giờ là các cậu bàn với nhau tìm cách đối phó sao cho khéo, may ra còn giữ được cái ghế. Mệt nha. Theo anh thì bọn tôi nên làm gì bây giờ? Các cậu phải chủ động nhảy trước khi nước đến chân. Tớ, ông Hãn, ông Khoa sẽ làm hậu thuẫn cho các cậu. Đối phó bằng cách nào? Anh có cách gì không? Cậu nổi tiếng là tinh danh mà không biết cách đối phó thế nào à? Có phải hiện nay các cậu đang chuẩn bị cày đất làm vụ sen canh có đúng không? Thực tình mà nói, tôi không muốn làm vụ sen canh một chút nào. Tự nhiên ôm cái vất vả vào thân mà chẳng được gì cả. Hợp tác xã Nhân Đạo, người ta chấp hành việc này rất nghiêm, từ trên xuống dưới, trong khi các cậu lại tỏ ra miễn cưỡng. Đây cũng chính là một nguyên nhân khiến cho huyện ủy muốn bầu lại ban quản trị. Bây giờ các cậu phải tỏ ra tích cực, hưởng ứng chủ trương của huyện ủy và chủ động đề xuất với cấp ủy. Rồi chi bộ, họp xã viên, phổ biến động viên họ, hăng hái thi đua. Hôm nào làm ấy, phải tổ chức băng cờ khẩu hiệu rầm rộ vào. Càng rầm rộ, càng ồn ào càng tốt. Đúng, có thế mà tôi không nghĩ ra.
chịu khó vất vả làm một vụ sen canh thắng lợi, từ khâu tổ chức cho đến khi thu hoạch có năng suất cao, coi như nắm chắc phần thắng trong tay. Này, đừng có chủ quan. Không phải bà Chi, bà Luận tin ngay việc làm của các ông đâu. Mà nếu các bà ấy quyết định bầu lại ban quản trị thì các cậu cũng phải tìm cách khác. Cách gì? Cách gì thì phải tự nghĩ lấy. Việc gì mà cũng phải hỏi là thế nào? Thì tôi đã tôn anh làm quân sư rồi còn gì nữa. Có mà quân sư quạt mò. Tớ nhắc lại nhớ, các cậu phải nhảy trước khi nước đến chân, mà về bản ngay với Tây Ngô tổ chức sản xuất vụ sen canh đi. Chậm ý là chi bộ sẽ họp bàn hất cả các cậu đấy. Đúng rồi. Thôi, bây giờ tôi phải về gặp Tây Ngô ngay đây. Thế không trả công tớ à? Thì chiều nay tôi mời ông Khoa và ông Hân lên phố huyện ăn thịt chó là được chứ gì. Vậy thôi, mà lo việc đi. May quá, có cả ông Dậu ở đây. Có việc gì mà ông hốt hoảng như bị ma đuổi thế? Có gì mà phải hốt hoảng, chỉ sợ ông không có ở nhà thì hỏng hết cả việc. Ông lại định đến rủ chúng tôi đi mổ chó đấy à? Ông thì lúc nào chỉ được cái kê kích là giỏi thôi. Thế ông định tìm tôi có việc gì? Tôi muốn bàn với ông, cho họp chi bộ để bàn bằng triển khai vụ sen canh theo chủ trương mới của huyện ủy. Không biết tai tôi có nghe nhầm không đấy? Đây là một chủ trương lớn của huyện ủy nhằm cứu đói vụ giáp hạt. Sao lại không làm? Đây là lần đầu tiên hợp tác xã ta làm vụ sen canh, cho nên phải bàn bạc cho nó kỹ, từ trong chi bộ cho đến xã viên. Phải bảo đảm cho vụ sen canh thắng lợi để làm đà cho các vụ sau. Mấy hôm trước nhắc đến chuyện này, ông không được mặn mà lắm. Sao hôm nay ông tích cực thế? Ôi giời, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Ngẫm ra tôi thấy không thể không làm vụ sen canh này được. Tôi đề nghị chúng ta làm từng bước như thế này. Hai ông suy nghĩ xem có được không nhá. Trước tiên là họp chi bộ để bàn về việc lãnh đạo. Tiếp đến là họp xã viên để phổ biến quán triệt chủ trương của trên và phát động phong trào thi đua quyết tâm làm vụ sen canh này thắng lợi, cho chi đoàn kẻ khẩu hiệu chẳng khắp các ngõ xóm để động viên nhắc nhở bà con. Bác Ngô, bác Ngô, bác véo hộ cháu vào cánh tay một cái thật đau xem cháu đang mơ hay là đang tỉnh. Này, ông không tin tôi à? Tôi thấy lạ quá. Các ông cũng như bà con không tin chúng tôi là phải. Từ trước đến giờ, chúng tôi có quá nhiều khuyết điểm trong chỉ đạo sản xuất, khiến hợp tác xã sa sút. Trong cuộc họp tới đây, ban quản trị chúng tôi sẽ tự nghiêm khắc kiểm điểm, tự phê bình chức xã viên, để cho bà con góp ý. Nếu các anh làm được như vậy, tôi tin bà con rất hoan nghênh. Thế chiều nay chúng ta hội ý cấp ủy, sáng mai họp chi bộ có được không? Phải làm khẩn trương thôi ông ạ. Lúa gặt xong đã gần nửa tháng nay mà vẫn chưa triển khai được cày đất, làm tôi lo quá. Ta mà làm chậm ấy, nhỡ kéo qua vụ đông xuân thì chết. Cày đất xong mà giống má chưa thấy đâu, thì cây để làm gì? Nghe nói tỉnh đã lo chạy giống khoai tây cho chúng ta rồi. Để chiều nay tôi sẽ gặp bí thư huyện ủy xem có chưa. Mà mặt khác, chúng ta cũng phải tự lo thêm. Chết thật, nói đến Ngô tôi mới nhớ ra. Hôm trước ông Côn có bảo sẽ liên hệ với hợp tác xã Hồng Vân để cung cấp giống Ngô cho chúng ta. Thế mà tôi quên khuấy đi mất. Phải xin giấy giới thiệu của huyện, rồi cử người khẩn trương đi Vĩnh Hòa để mua mới được. Thế nào Ngô, chiều nay hội ý cấp ủy, sáng mai họp chi bộ có được không? Phải nhảy trước, kẻo nước đến chân thì chết đuối hết các ông ạ. Thôi được rồi, chiều nay ta họp chi bộ, sáng mai họp cấp ủy. Ông Dậu này, ông nhớ báo cho tổ đảng của ông nhé. Nếu có gặp ông Tế, nhờ ông báo sáng mai ta họp chi bộ đấy nhé. Này, bí thư huyện ủy đang công tác ở đây, theo các ông ta có nên mời dự họp không? Cũng phải để cho bí thư biết ông đã thay đổi như thế nào, có phải không? Hợp tác là chính, chúng tôi chỉ là con tép riu thôi. Thôi, tôi về đây.
phải bàn với tay Doanh, tay Ngọ và tay Lấu để tổ chức họp xã viên sau khi có chủ trương của chi bộ. Thôi tôi về nhá. Này, sao hắn thay đổi đột ngột thế nhỉ? Lạ quá bác ạ. Có thể hắn thấy bí thư huyện ủy đang công tác ở đây nên muốn chứng tỏ mình là một chủ nhiệm có tinh thần trách nhiệm đấy mà. Tay này đang có mưu mô gì đây? Chứ một người như hắn không dễ dàng gì thay đổi nhanh như vậy. Mưu mô gì mặc hắn ấy. Miễn là hắn tích cực, năng nổ, lo cho vụ sen canh, thế là tốt rồi. Tay này xảo quyệt lắm, phải cảnh giác, không khéo thì mắc mưu của hắn đấy. Lừa ai chứ lừa dân chẳng khác gì đốt lửa tự thiêu mình. Ông đừng có lo, việc hắn hăng hái tôi thấy ông nên ủng hộ. Thì tôi có phản đối đâu. Thôi được rồi, để sáng mai họp chi bộ xem hắn nói những gì. Tôi về đây. Này này, ông đi qua nhà Tây Tế báo cho hắn biết là sáng mai họp chi bộ, địa điểm ở nhà làm việc của hợp tác xã. Vâng. Chị có ngạc nhiên khi tay lịch thay đổi 180 độ không? Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tay này xưa nay sống thủ đoạn lắm. Chắc chắn hắn đang tính toán gì đây? Tính toán gì thì mặc anh ta. Trước mắt anh ta đang bàn tính làm vụ sen canh có lợi cho dân thì cũng ủng hộ hết lòng đã. Thì ủng hộ thôi, nhưng phải cảnh giác. Không thì dễ mắc lừa anh ta lắm chị ạ. Không khéo anh mắc bệnh cảnh giác quá, nhìn đâu cũng thấy địch. Chào đồng chí bí thư. Xin lỗi các đồng chí, tôi có chút việc nên đến bác. Chậm. Chào các cụ ạ. Mọi người chưa đến đủ ạ. Còn thiếu anh Lấu ạ. Mời đồng chí bí thư. Thế sao anh Ngọ không đánh kẻng cho mọi người đi họp mà lại để chào người đi trước người đi sau thế? Tôi mà đánh kẻng xã viên người ta lại tưởng là đánh kẻng đi làm ạ. Chào các bác. Mày đi đâu mà lề mề thế? Còn vợ em nó phân công là nấu cơm sáng cho mấy đứa ăn đi học, chờ chúng nó ra khỏi nhà mới đi được. Thế vợ mày đi đâu mà phải để mày nấu cơm sáng? Nó ra ngoài ruộng phần trăm từ lúc gà còn chưa gáy ấy. Chả hiểu mày đấy có cái gì mà cứ hở giờ nào lại ra ngoài đấy. Mọi người đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu họp nhá. Trước khi vào họp, tôi xin giới thiệu với các đồng chí. Đồng chí bí thư huyện ủy hôm nay về dự sinh hoạt cùng với chi bộ chúng ta. Đề nghị các đồng chí hoan hô. Cảm ơn các đồng chí. Xin các đồng chí cứ coi tôi như người nhà cho tiện ạ. Tôi xin phép được điều khiển cuộc họp hôm nay. Đề nghị các đồng chí cử cho một đồng chí thư ký. Tôi xin đề cử đồng chí Dậu. Các đồng chí đồng ý không ạ? Nhất trí. Hôm nay chi bộ họp bất thường để bàn về việc làm vụ sen canh. Đây là lần đầu tiên hợp tác xã chúng ta tiến hành làm như thế này. Vì vậy, đề nghị các đồng chí thảo luận, góp ý để có một vụ sen canh thắng lợi. Xin mời đồng chí Lịch, chủ nhiệm hợp tác xã, trình bày kế hoạch cụ thể để chi bộ xem xét. Xin mời đồng chí Lịch. Dạ vâng. Thưa các đồng chí, trước khi trình bày kế hoạch sản xuất vụ sen canh, và ban chủ nhiệm chúng tôi xin tự phê bình trước cả chi bộ. Mong các đồng chí chân thành góp ý để chúng tôi sửa chữa, rút kinh nghiệm nhằm chỉ đạo vụ sen canh thu được thắng lợi. Tại sao có cái mục tự phê bình của ban quản trị thế? Việc này tôi đã trao đổi với đồng chí bí thư chi bộ. Để tiến hành tốt việc chỉ đạo vụ sen canh, ban quản trị chúng tôi đã kiểm điểm những ưu khuyết điểm của mình trong quá trình chỉ đạo sản xuất để rút ra những bài học nhằm khắc phục những thiếu sót. Đồng chí Lịch cũng trao đổi với tôi về chuyện này, nhưng tôi lại quên không báo cáo với các đồng chí trước lúc vào cuộc họp. Đề nghị đồng chí Lịch nói tiếp ạ. Dạ vâng. Thưa các đồng chí, vừa qua ban quản trị chúng tôi đã họp kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo sản xuất của hợp tác xã. Về ưu điểm, ban quản trị đã bảo đảm được kế hoạch sản xuất của từng vụ, bảo đảm ngày công của xã viên.
và hoàn thành tốt nghĩa vụ với nhà nước. Cân đối sản phẩm, bảo đảm sự công bằng, khiến xã viên đoàn kết, yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thấy còn những thiếu sót. Trước hết, do trình độ bị hạn chế, nên việc điều hành, chỉ đạo sản xuất chưa tốt, dẫn đến để năng suất cây trồng giảm sút. Ngày công của xã viên thấp, tác phong còn quan liêu, chưa bám sát với đồng ruộng. Từng nơi, từng lúc, còn phó thác công việc cho xã viên, thiếu kiểm tra đôn đốc, dẫn đến xã viên làm dối, làm ẩu, không đúng với kỹ thuật. Chúng tôi xin nghiêm khắc tự phê bình trước chi bộ. Và xin hứa tới đây, nghĩa là trước mắt vụ sen canh sẽ ra sức khắc phục những khuyết điểm trên để đưa hợp tác xã của chúng ta tiến lên. Phần kiểm điểm của ban quản trị như thế là đầy đủ. Ban quản trị chỉ đạo sản xuất ra sao thì không nói ai cũng nắm được rồi. Đề nghị đồng chí Lịch trình bày kế hoạch làm vụ sen canh như thế nào để chi bộ nghe và góp ý thêm. Dạ vâng. Kính thưa các đồng chí, tôi xin được trình bày kế hoạch làm vụ sen canh. Thứ nhất là về mặt tinh thần, chúng ta cần phải phát động một phong trào thi đua thật là rầm rộ. Hưởng ứng vụ sản xuất sen canh, sẽ cho chi đoàn thanh niên vẽ khẩu hiệu, treo khắp nơi để tăng cường khí thế của bà con. Nếu cần ấy, sẽ cho các cháu thiếu nhi đi cổ động, hô hào khẩu hiệu để tạo ra một khí thế thật là rầm rộ trước lúc ra quần. Làm gì mà quan trọng thế? Sao lại không? Đây là lần đầu tiên chúng ta làm vụ sen canh. Nhất định phải thu được thắng lợi để làm đà cho các vụ sau. Hơn nữa, đây là một chủ trương lớn, rất sáng suốt của huyện ủy. Nên phải để cho bà con thấy sự quan tâm của trên. Tôi xin cải chính. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhằm khắc phục nạn đói giáp hạt, chứ không phải là chủ trương lớn, chủ trương bé gì của huyện ủy đâu. Các đồng chí cứ bàn bạc thoải mái, làm sao để vụ sen canh đạt được thắng lợi, khắc phục được nạn đói giáp hạt đang đe dọa đời sống của bà con xã viên. Đồng chí chủ nhiệm cứ trình bày ý kiến của mình, đừng quan tâm đến sự có mặt của tôi. Dạ vâng. Tôi xin phép được trình bày tiếp ạ. Ban quản trị đã bàn bạc và nhận thấy vì đây là vụ sen canh đầu tiên, giống má chưa có, thời gian lại gấp gáp, mà chúng ta lại mầy mò tìm cách khoán này, khoán nọ. Chúng tôi sợ sẽ không đảm bảo thời vụ chính đông xuân. Vì vậy, chúng tôi dự định là vụ sen canh này vẫn thực hiện cách khoán như đã làm. Tôi thấy là nếu chúng ta tìm cách khoán khác có hiệu quả hơn thì sẽ thu được kết quả cao hơn, mà chẳng ảnh hưởng gì đến sản xuất vụ chính cả. Đề nghị các đồng chí để chủ nhiệm hợp tác xã trình bày hết đã, rồi chúng ta góp ý một thể. Xin mời đồng chí Lịch nói tiếp ạ. Vâng. Không phải là chúng tôi không muốn tìm ra một cách làm việc mới, nhưng vì đến thời điểm này còn chưa biết trồng cây gì, củ gì, vì chưa có cây giống trong tay. Nếu 5-3 hôm nữa mà có giống cũng không thể đủ để sản xuất thuần một loại cây, mà có thể cùng một lúc phải trồng ngô, khoai tây, khoai lang, mỗi thứ một ít. Đã trồng trọt kiểu năm cha ba mẹ như vậy mà còn đảo ngược cách sản xuất thì rất dễ thất bại. Như vậy là vẫn khoán quản và khoán công việc làm ăn công điểm như cũ, đúng không? Tôi xin nói thêm về điểm này. Tôi nghĩ cũng không hẳn phải thực hiện theo cách khoán hiện hành, mà nên thay đổi đôi chút. Ví dụ như các khâu cày đất, đánh luống, đặt giống đều khoán công điểm về cho các xã viên như chúng ta đang làm. Sau đó, chúng ta chuyển về cho các tổ chăm sóc từng loại cây trồng cho đến khi thu hoạch. Còn phân đạm và nước thì do hợp tác xã điều hành,
giống như các vụ khác. Khoán công điểm ở giai đoạn chăm sóc như thế nào ạ? Vẫn tính ngày công như chúng ta đang làm. Thế thì vẫn như cũ, chứ có khác gì đâu. Vì sao chúng ta không khoán toàn bộ khối lượng công việc cho nhóm hoặc cụm, rồi trên cơ sở đó chia sản phẩm? Nói như đồng chí Tế, thì sinh ra hợp tác xã để làm gì? Nếu quay lại giao công việc cho từng hộ sản xuất, rồi chia sản phẩm, thì có khác gì làm ăn cá thể? Khác chứ. Chúng ta vẫn quản đất đai, sản phẩm làm ra. Chỉ cho xã viên chủ động chăm sóc cây trồng theo diện tích mà hợp tác xã đã giao khoán. Chăm sóc tốt ý, thì được hưởng nhiều, mà lười làm thì hưởng ít. Muốn ra đồng lúc nào thì tùy, chẳng phải kẻng, phải mõ gì cả. Không đơn giản như đồng chí Tế nghĩ đâu. Đồng chí có biết hợp tác xã có gần 230 hộ với mấy trăm lao động chính không? Làm sao chúng ta quản được việc làm ăn của từng hộ, từng nấy lao động, rồi còn quản cả sản phẩm họ làm ra nữa? Ngoài ra, chúng ta còn trồng rất nhiều loại cây khác nhau. Giá trị của cây ngô khác với cây khoai tây, khoai tây lại khác với khoai lang. Nếu mọi người chỉ trồng và chăm sóc ngô thì khoai tây, khoai lang ai chăm sóc? Đề nghị các đồng chí ta tiếp tục phát biểu ạ. Tôi có ý kiến. Theo tôi, để tránh rắc rối, vụ này chúng ta vẫn làm như cách trước đây. Còn sau này ấy, có thời gian muốn cải tiến, cải lùi thế nào thì tính sau ha. Theo tôi ấy, việc thay đổi chuyện khoán là rất cần thiết. Nhưng đúng như đồng chí Lịch và đồng chí Doanh đã phát biểu, vụ sen canh này là vụ đầu tiên hợp tác xã ta làm. Giống má thì năm cha ba mẹ, giờ cải tiến cải lùi, nhỡ vụ sen canh thất bại thì năm sau có vận động đến toác mồm ra cũng chẳng ma nào nghe theo đâu. Theo tôi ấy, ta cứ khoán theo kiểu cũ, chỉ yêu cầu các đồng chí trong ban quản trị phải bám sát sản xuất, chỉ đạo từng việc làm cụ thể, chứ đừng nói chung chung rồi vứt đấy, ai muốn làm gì thì làm. Tôi thấy ý kiến của đồng chí Tế có rất nhiều ý hay. Nếu chúng ta điều chỉnh thì vẫn có thể thực hiện ngay trong vụ sen canh này. Điều mắc mớ hiện nay là cây giống không thuần nhất, có giá trị kinh tế khác nhau. Các đồng chí lo xã viên suy bì, tính toán thiệt hơn chứ gì. Theo tôi, khắc phục việc này không khó, bằng cách hoa lợi thu xong tập trung về một mối, rồi chia đều, ai cũng có ngô, khoai tây, khoai lang, hưởng lợi bằng chia đều sản phẩm, chứ không chia bằng công điểm. Làm như vậy thì anh Lười cũng được hưởng như anh Tích Cực hay sao? Lười hay không là do trách nhiệm quản lý lao động có chặt chẽ hay không. Thế bây giờ giao cho đồng chí gần 230 hộ, đồng chí có quản lý được không? Nếu giao, tôi vẫn có cách quản được. Chỉ được cái một tấc đến giời. Thôi, các đồng chí bình tĩnh. Còn đồng chí nào có ý kiến gì khác không ạ? Dạ vâng ạ, xin mời đồng chí Bí thư Huyện ủy ạ. Tóm lại là có hai ý kiến, và bên nào cũng có cái lý của mình. Nếu bảo đây là vụ sen canh đột xuất nên không chuẩn bị kịp là không đúng. Chỉ thị này có ngay khi còn chưa gặt vụ mùa, sau khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra đồng ruộng Đạo Thắng về, mà các đồng chí đã biết. Đích thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã giao cho đồng chí Côn liên hệ với Ty Nông nghiệp lo giống khoai tây cho hai hợp tác xã. Bản thân tôi cũng đã mấy lần nhắc nhở Đảng ủy Đạo Thắng đốc thúc hai hợp tác xã tiến hành làm vụ sen canh ngay sau khi gặt xong, để khỏi ảnh hưởng đến thời vụ của vụ đông xuân. Tôi đồng ý, lần đầu làm vụ sen canh nên gặp khó khăn, lúng túng trong điều hành và cả về giống má nữa. Tôi cũng còn đang lúng túng, chứ huống hồ gì các đồng chí. Chính vì thế nên mới cần chúng ta ngồi đây họp bàn để tìm cách khắc phục. Tôi có ý kiến thế này. Chúng ta chỉ trồng ngô và khoai tây, chứ không trồng khoai lang nữa. Khoai tây do Ty Nông nghiệp cung cấp, còn tôi và đồng chí chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm sẽ lên Vĩnh Hòa
nhờ giúp tìm giống ngô. Vì hợp tác xã Hồng Vân đã làm mấy vụ ngô sen canh nên sẽ không thiếu giống. Thế thì hay rồi. Ngô và khoai tây là hai loại cây lương thực có giá trị cao hơn khoai lang rất nhiều. Trồng để cứu đói, chứ có phải buôn bán gì đâu mà tính cây nọ lợi hơn cây kia. Thế thì theo ông, cây lúa và cây khoai lang đều có giá trị như nhau à? Nhưng mà theo tôi thì... Đồng chí Trần Tự, tôi bảo đảm là làm đất xong sẽ có giống ngay cho các đồng chí. Về biện pháp khoán, cả bí thư tỉnh ủy và nhiều người khác như đồng chí Côn và tôi đều rất trăn trở với khoán hộ. Chỉ có giao quyền tự chủ sản xuất cho nông dân thì mới giải phóng triệt để sức sản xuất. Nhưng hôm nay chúng ta không bàn đến khoán hộ vì còn cần phải nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi chỉ lưu ý cách khoán mà lúc nãy đồng chí Tế vừa mới nhắc tới. Đó là khoán cho nhóm, cho tổ. Hiện nay, có một số các hợp tác xã trong tỉnh ta đang thực hiện lối khoán này và đã thu được kết quả rất tốt. Khoán nhóm là ban quản trị khoán diện tích và sản lượng cho đội sản xuất. Đội sản xuất khoán lại cho tổ hoặc nhóm. Tổ, nhóm hoàn toàn tự chủ về kế hoạch sản xuất của mình. Ban quản trị kiểm tra kế hoạch của đội sản xuất. Đội sản xuất kiểm tra từng tổ, từng nhóm. Sản phẩm thu được sau khi nộp cho hợp tác xã, theo như thỏa thuận, còn lại chia đều cho các lao động của các hộ. Thế những hộ neo đơn, không có lao động chính, và những người lao động gián tiếp như cán bộ ban quản trị, đội trưởng, thư ký sản xuất thì hưởng thế nào ạ? Tôi nói để cho các đồng chí tham khảo. Còn làm như thế nào là tùy ở các đồng chí. Kể cả là thắc mắc vừa rồi của đồng chí Ngọ cũng là do các đồng chí tự quyết định. Theo tôi thì các đồng chí nên mạnh dạn tìm một phương thức khoán cho thật phù hợp để phát triển kinh tế cho hợp tác xã, nhanh chóng cải thiện đời sống cho bà con nông dân, lấy lại lòng tin đó của họ. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là món nợ tình cảm của mỗi chúng ta đối với bà con nông dân. Lợn ốm chứ có phải người ốm đâu mà em cứ cuống lên thế. Người ốm còn biết đau ở đâu để cho uống thuốc. Chứ lợn ốm ấy, thì biết nó đau bệnh gì. Nó mà lăn đùng ra chết ấy, thì bao nhiêu công lao tiền của đổ xuống sông xuống biển hết. Sao không ghé sát tai nó mà hỏi. Con ơi con, ốm đau thế nào để mẹ cho uống thuốc. Em thì đang nóng như lửa mà anh còn đùa được. Không biết cái hộp dầu cao con hổ để đâu nữa. Anh có thấy đâu không? Em định bôi dầu cao cho lợn à? Thì cứ thử xem. Nhỡ chẳng may nó cảm nắng cảm gió gì thì sao? Hộp dầu cao con hổ của anh đâu? Hôm qua đi Văn Lâm, tay đô kêu đau đầu đưa cho nó rồi. Này, hay là gọi mấy tay mổ lợn bên thực phẩm cân quách cho nó. Lợn ốm thì ai người ta chịu cân. Mà có cân thì họ cũng ép giá, chứ chẳng trả như lợn lành đâu. Hơn nữa hai con lợn ấy đang sức lớn. Chỉ nuôi thêm một tháng nữa thôi là phải được tạ lợn hơi ý. Cần bây giờ phí lắm. Còn dố cũng tiếc, còn giết cũng muốn. Tốt nhất ra chợ mua một ít hành, rồi gọi nhà bếp cơ quan mổ thịt liên hoan một bữa. Khỏi phải lo lắng gì. Đang cháy ruột cháy gan lên mà anh còn đùa được. Chị, cô Lê chưa đi làm à? Chưa chị ạ. Chẳng hiểu sao hai con lợn nhà em bỏ ăn suốt từ chiều hôm qua đến giờ. Em lo quá. Thế nó có bị đi để chảy không? Không chị ạ.
chỉ có người nóng như hòn than ấy thôi. Tôi đã bảo cô đi mượn cảm nhiệt độ để xem sốt bao nhiêu độ, nhưng cô chả chịu đi. Đấy, em lo cháy ruột cháy gan suốt từ sáng đến giờ, mà anh ấy chỉ ngồi hút thuốc lào rồi trêu em thôi. Người đâu mà vô tâm vô tính thế không biết. Chưa khi nào thấy tôi ốm mà cô lại lo lắng như vậy. Quý lợn hơn cả chồng. Này, nó mà không ốm ý, chỉ một tháng nữa thôi, tiền bán hai con lợn bằng 3 tháng lương của anh ý. Đừng có mà trêu em. Này, sao cô không sang bên ty nông nghiệp, nhờ bộ phận thú y họ sang, họ kiểm tra xem nó bị bệnh gì mà tiêm cho nó chứ. Thế mà em không nghĩ ra nhỉ. Thế thôi, chị ngồi đây nói chuyện với nhà em đi. Em chạy qua bên ty nông nghiệp một lát. Đi đi. Vâng. Tội lắm chị ạ. Cả đêm qua cô ấy ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng lại dậy lấy đèn pin ra chuồng lợn để xem. Thế mà chú còn trêu cô ấy nữa. Tôi cố nói đùa để cô ấy đỡ lo, chứ trông bộ dạng cuống quyết như thế cũng xót lắm chứ. Lần đầu tiên tôi nghe thấy chú nói mấy câu xót cô ấy đấy. Thương nhau thì để trong lòng, chứ nói ra làm gì. Thôi mình xuống chuồng lợn xem nó bị bệnh gì nhé. Tôi nghĩ là nó bị cảm đấy, chứ chả ốm đau gì đâu. Cứ giã gừng trộn với rượu, đánh gió cho nó có khi nó khỏi đấy. Rượu trắng thì kiếm đâu ra bây giờ? Cồn 90 được không chị? Cũng được, chú đi lấy đi, để tôi đi giã gừng. Vâng vâng. Em chào bí thư ạ. Chào chị Thương ạ. Chào cậu. Có lẽ lợn chỉ bị cảm thôi, cứ lấy rượu gừng đánh gió cho nó là nó khỏi đấy. Chị nói rất đúng đấy. Hiện nay đang có dịch lợn bị sốt cao mà chưa rõ nguyên nhân. Bài thuốc chị đang làm là bài thuốc dân gian, chữa lợn bị sốt rất tốt. Thế chủ lợn nhà mình ở đâu ạ? Chú đi với tôi. Vâng ạ. Xuống đây. Cô này bậy thật đấy. Có chuyện gì thế? Lợn ốm, lại chạy đi gọi bác sĩ thú y của ty nông nghiệp. Chả mấy chốc, chuyện bác sĩ thú y của ty nông nghiệp chữa bệnh cho lợn nhà bí thư tỉnh ủy lại lan ra cho mà xem. Dồi ôi, lợn của nhà bí thư tỉnh ủy với lợn của nhà dân thì có gì khác nhau đâu. Sao cậu cứ lo bóng lo gió? Đen là khổ. Làm lãnh đạo phải lo giữ mình chị ạ. Thôi, chuyện lợn gà để cho cô ấy lo. Ta lên văn phòng chú đi, tôi muốn bàn với chú một số việc về Hồng Vân. Vâng, chị chờ một lát nhé. Mấy hôm nay không thấy tay côn về báo cáo, không biết tình hình mấy hợp tác xã ở trên Linh Sơn ra sao. Này, hôm qua ông Ẩn lại gặp chú đấy à? Vâng. Gặp có chuyện gì thế? Anh ấy chỉ nhắc nhở phải chú ý một số khuynh hướng phát triển tự nhiên nguy hiểm của một số hợp tác xã trong tỉnh ta. Thái độ có căng thẳng lắm không? Xem ra có vẻ chân tình chứ không căng thẳng như trước đây. Có lẽ kết quả làm ăn của các hợp tác xã phần nào làm lung lay quan điểm cứng nhắc của ông ấy rồi. Không dễ dàng thế đâu, chú đừng có chủ quan. Chị hút đi, rồi nói cho tôi nghe tình hình ở Hồng Vân. Ngoài Hồng Vân ra, còn có hai hợp tác xã ở sát bên là Phương Trúc và Minh Xuân, cũng đang học cách làm ăn mới. Phương Trúc còn đề nghị với huyện ủy là bán hóa giá công cụ sản xuất cho xã viên đấy. Huyện ủy Vĩnh Hòa tỏ thái độ thế nào? Không dám làm, chờ chủ trương của tỉnh ủy.
phải để cho chúng nó làm. Nhưng không phải là thằng Phương Trúc, mà là để Hồng Vân làm việc này. Phương Trúc đề nghị, sao lại để cho Hồng Vân làm? Tôi tính rồi, thằng Hồng Vân thay đổi cách làm ăn đã mấy vụ nay, nên có nhiều kinh nghiệm. Bộ sậu lãnh đạo, từ đảng ủy cho đến ban quản trị, đều vững vàng, có nhiệt tâm. Không làm thì thôi, đã làm thì phải ăn chắc. Hồng Vân làm rồi, sẽ để cho thằng Phương Trúc làm. Chị thấy thế có được không? Quyết định là ở chú. Tôi chỉ là người giúp chú chỉ đạo. Làm sao có thể thay thế chú để trả lời được? Chị nói thế không được. Chị với ông Côn là hai cố vấn rất sáng suốt cho mọi quyết định của tôi. Nghe chú nói mà mát cả lòng cả dạ. Nhưng nói cho vui vậy thôi. Chứ chuyện này là phải tính cho kỹ đã. Vì sao lại phải tính toán? Sao lại có nên làm hay không? Nếu chú làm không kín kẽ, không thận trọng, thể nào cũng bị quy kết tội là lấy của tập thể bán cho cá thể. Tội ấy không nhỏ đâu. Chào bí thư. Chào chị Thương ạ. Đi từ lúc nào mà đến sớm thế em? Em đi từ Ủy ban huyện Vĩnh Hòa, từ lúc 5 giờ sáng. Đạp xe hết cả hơi, vì chỉ sợ bí thư đi vắng thôi ạ. Đi đâu mà đạp xe từ Vĩnh Hòa lên đây? Cho em xin chén nước, khát khô cả họng. Chả thấy ai mời nước non gì cả, cứ hỏi dồn hỏi dập. Đây, em uống nước đi. Em xin. Đây, giao cho cả ấm, uống cho đã cơn khát đi. Ngồi xuống đây. Thế nào, ăn sáng chưa? Thấy cửa hàng Mậu Dịch bán bánh mì, em ghé qua định mua một cái, vừa đi vừa ăn. Nhưng cô Mậu Dịch hỏi đến tem gạo, mới ngớ người ra. Tháng vừa rồi đong hết, chẳng chừa một lạng nào. Thế là phải trả bánh mì rồi ôm bụng đói đến đây đấy ạ. Nhà chú còn cái gì ăn không? May ra thì còn cơm nguội. Sáng tôi chỉ uống một cốc sữa. Này, hay cô Chi về nhà tôi lấy ăn tạm cho đỡ đói. Em không đói đâu. Em có việc nhờ anh một tí rồi em lại đi luôn đấy mà. Có chuyện gì mà gấp thế? Em và chú Doanh, chủ nhiệm hợp tác xã Gia Đạo, lên Vĩnh Hòa nhờ mua ngô giống. Hợp tác xã Hồng Vân đã gom ở trong dân, bán cho Gia Đạo được 80 cân rồi. Ở bên tin nông nghiệp cũng báo là mua được cho 1 tạ rưỡi khoai tây giống. Em định nhờ bí thư cho em một chuyến xe, đi xuống dưới Vĩnh Hòa, chở ngô giống rồi lại quay về đây, chở khoai tây giống về Gia Đạo. Đất đai thì đã làm xong đâu vào đấy hết cả rồi, chỉ còn chờ giống nữa thôi ạ. Cô xuống Hồng Vân lúc nào mà gom được ngô giống nhanh thế? Em xuống đó được 2 ngày rồi. Mấy ông ở Vĩnh Hòa rất là nhiệt tình nên mới nhanh được như thế đấy ạ. Đích thân bí thư huyện ủy đi mua giống rồi lại xin xe trở về tận nơi. Nếu Gia Đạo làm ăn không ra gì là chết với tớ đấy nhá. Xe thì có ngay. Hôm nay tớ không đi đâu cả. Mà nếu có việc đột xuất thì tớ lấy xe của Lão Quốc. Tay Doanh đâu rồi? Chú ấy đạp xe về trước rồi ạ. Sao em không lấy giống khoai tây ở đây rồi xuống Hồng Vân có tiện hơn không? Em muốn quay về đây, nếu có thời gian còn trao đổi với bí thư vài việc nữa ạ. Xuống nhà tớ xem còn cơm nguội, làm một bát cho đỡ đói, rồi trao đổi gì hãng hay. Việc lấy ngô giống tớ giao cho tài hành, nó sẽ đếm không thiếu một hạt. Yên tâm đi. Phải đấy, ăn đi kẻo đói. Ở đây 11 rưỡi mới có cơm trưa cơ. Thế ạ? Ừ. Thế chị ở nhà hay đi làm hả anh? Ôi, đang ở nhà lo suốt vó về 2 con lợn bỏ cám. Đã mời bác sĩ thú y, nhưng đã chữa trị được gì đâu. Thế nó ốm như thế nào ạ? Chẳng biết bệnh gì, nhưng mà người nó nóng rừng rực ấy. Hai mắt thì đỏ như máu ấy. Chị có thấy ở trên da nó có những vết thâm không? Không. Thế thì không sao đâu, để em qua đó xem như thế nào rồi em bày cách chữa cho. Thôi em đi đã nhá. Nhiệt tình quá đi mất. Đạp xe mấy chục cây số để liên hệ mua giống ngô cho hợp tác xã đấy. Cô ấy còn khổ vì mấy tay đầu bò đầu biếu ở hợp tác xã Gia Đạo. Sáng mai tôi sẽ xuống đó xem chúng nó làm vụ sen canh ra sao. Ấm ơi à, cách chức tốt tuột. Thôi, tao bàn về việc cho hợp tác xã Hồng Vân hóa giá công cụ sản xuất nhé. Như vậy có khác nào lấy ao của hợp tác trả về cho cá thể đâu. Rõ ràng về hình thức bên ngoài là như vậy. Ao nhà ai thì nhà ấy quản. Ngay cả vật nuôi trong ao, hợp tác xã cũng không nắm được số lượng là bao nhiêu cân, bao nhiêu tạ. Xã viên tự lấy cá từ ao nhà mình lên để ăn mà chả ai biết gì cả. Thế bí thư huyện ủy không biết cái việc làm ăn lệch lạc của xã Hồng Vân à? Biết chứ, nhưng lại ủng hộ, khuyến khích mới chết chứ lì. Thế bí thư tỉnh ủy đã biết gì chưa?
Ôi trời, tôi nói ra thì các ông không tin đâu. Bí thư tỉnh ủy và bà Thường, thường vụ tỉnh ủy, thường xuyên lên xuống để chỉ đạo việc làm ăn của hợp tác xã Hồng Vân. Ôi giờ, chả hiểu làm ăn ra làm sao nữa. Sai đúng gì thì chưa bàn, nhưng có một thực tế phải thừa nhận là năng suất lúa của Hồng Vân lên đến 3 tấn 8 một hecta. Còn vụ ngô sen canh năm vừa rồi thu gần 100 tấn ngô khô. Ê, sản lượng cá trong ao của các hộ xã viên hàng năm nộp về cho hợp tác xã 25-26 tấn. Thế chứ lại. Này này, nó nóng lên để lòe ông đi thôi. Ê, chính mồm bí thư huyện ủy Vĩnh Hòa nói với tớ và bà Chi, chứ không phải mấy thằng cha Hồng Vân nói đâu. Rõ ràng cái việc làm của hợp tác xã Hồng Vân là đi sai với chủ trương đường lối. Vậy mà nó lại nên làm ra thì mới lạ chứ gì. Thế bà Chi có nói gì không? Bà Chi rất thích việc làm ăn của hợp tác xã Hồng Vân. Bà ấy còn bảo sẽ tổ chức cho một số cán bộ hợp tác xã trong huyện đi tham quan chứ gì. Thôi, dẹp chuyện Hồng Vân lại đi đã. Có chuyện này tôi muốn cần trao đổi lại với ông. Có việc gì thế? Chẳng biết tay tế với tay dậu có nói gì với mọi người không mà xã viên bàn tán loạn xị cả lên. Bảo là ban quản trị không chịu khoán việc sản xuất vụ sen canh về cho các tổ nhóm theo đề nghị của chi bộ. Thấy tình hình bất lợi, tôi, ông Ngọ và thằng Lấu đã bàn vắng mặt ông là sẽ thực hiện khoán theo ý kiến đa số của cuộc họp chi bộ hôm vừa rồi. Thôi, chịu khó lùi một bước cho nó đỡ căng thẳng rồi sẽ tính sau. Vậy cũng được. Thế các ông đã báo cáo việc này cho tay Ngô biết chưa? Ừ, báo rồi. Xe giống sẽ về, đại diện cho các tổ sẽ đến nhận. Muốn khoán cho nhóm, cho tổ gì cứ mặc sức mà làm. Này, đợi đến khi nó dối lên như mớ bằng bong, cãi vã mất đoàn kết, mới thấy rằng khoán kiểu nào tốt hơn. Bí thư vất vả quá. Ngồi ô tô thì có gì mà vất vả. Anh Ngọ ơi, anh tháo hộ tôi cái xe đạp của đằng sau ô tô với. Các anh đang họp hay sao mà có mặt đông đủ thế này? Dạ vâng, chúng tôi đang bàn cho các đội chia giống như thế nào cho nó công bằng. Thế các anh đã quyết định khoán cho các tổ rồi đấy à? Dạ vâng. Chúng tôi thấy ý kiến chỉ đạo của bí thư và của các đồng chí đảng viên trong chi bộ là hợp lý. Dạ, nên quyết định vụ sen canh này sẽ khoán thử cho các nhóm, các tổ để rút kinh nghiệm. Nếu thấy tốt thì sẽ áp dụng cho vụ chiêm tới ạ. Ừ, tôi tin cách khoán này sẽ đem lại hiệu quả rất là cao. Dạ vâng. Chắc anh Doanh đã kể cho các đồng chí biết về cách làm ăn của hợp tác xã Hồng Vân rồi chứ gì. Dạ vâng, đúng thế ạ. Thấy người ta làm ăn giỏi, tôi mê quá. Dạ vâng, anh Doanh cũng vừa nói cho chúng tôi biết xong ạ. Thế các anh thấy thế nào? Dạ. Này, chị đừng ngó ra đấy, nguy hiểm lắm. Tôi nghe tiếng bom gần lắm, rung chuyển cả mặt đất. Không khéo, chúng đã đánh vào khẩu đội súng máy của dân quân Đạo Thắng mất. Thôi chết rồi, đúng rồi, tôi phải ra đấy xem sao. Các em kiểm tra lại mình, xem có ai bị thương ở chỗ nào không. Thế nào, đồng chí khẩu đội trưởng, hốt quá phải không? Sợ quá anh ạ. Em thấy một ánh chớp lóe lên, rồi người lạng đi như có ai đó đẩy em thật mạnh, làm em ngã dúi xuống. Em cứ tưởng chết rồi cơ. Máy bay đi rồi,
Em véo vào người mấy cái mà chẳng thấy đau gì cả. Sợ chết khiếp. Bắn nhau với máy bay Mỹ đã hơn chục trận rồi, mà em chưa thấy hôm nào ác liệt như hôm nay. Mơ sợ phải không? Cũng hết sợ rồi anh ạ. Mà bom nổ chỗ nào mà khiếp thế hả anh? Em không thấy cái hố bom to tướng ở ngay bên cạnh khẩu đội của em kìa. Còn đang khét lẹt mùi thuốc súng kia kìa. Chúng em đã định thần được đâu mà nhìn mới chẳng ngó. Nó mà rơi chúng, không biết giờ này hồn phách chúng em đang liêu siêu ở đâu ấy. Cái mơ nói gì mà nghe khiếp thế? Các em thử nhìn xem, mình có đẹp không kìa? Cứ như văn công chuẩn bị biểu diễn ấy. Nhìn kỹ lại giống diễn viên tuồng hơn. Chúc mừng mình kìa, mặt mày đẹp thật đấy. Mày được thái đau hả? Mặt mày đẹp. Mặt mày cũng thế. Các em lau lại súng cho sạch sẽ. Sau đó kíp dự bị thay cho kíp chính về nhà tắm rửa thay quần áo. Nhanh nhanh lên, kẻo chúng quay lại bây giờ đấy. Không biết trận địa cao xạ của các anh có ai bị hy sinh không? Dây điện thoại bị đứt nên anh cũng chưa liên lạc được. Hôm nay chúng đánh dữ dội quá, thế nào cũng có thương vong. Cầu và nhà ga chắc cũng hư hỏng nặng. Hay là em ở lại chỉ huy các em củng cố lại trận địa. Anh chạy về đơn vị xem như thế nào, rồi bảo bộ phận thông tin nối lại đường dây. Vâng, anh đi đi. Mọi việc cứ để đấy cho em. Anh đừng lo. Chào chào cô ạ. Chào chú Minh Hương ạ. Chào chú ạ. Chào các em. Chào anh. Chào chị. Chào chú ạ. Các em ơi, có ai việc gì không? Dạ không ạ. Chỉ sợ hết vía thôi cô Bí Thư ạ. Cô đứng ở trong làng, nghe thấy tiếng bom rung chuyển cả mặt đất. Đoán thế nào, chúng cũng đánh vào trận địa của các em. Không ai việc gì là may rồi. May quá chị ạ. Bom nổ ngay cạnh trận địa mà chẳng ai việc gì cả. Cô Chi ơi. Cô Chi ơi, cô thử ngắm xem con gái xã ta hóa trang có đẹp hơn văn công không cô? Có đẹp. Cô thấy chúng mày còn đẹp hơn văn công nhiều ấy chứ. Cô ơi, hôm nay chúng cháu mà chết biến thành ma thì trông khiếp lắm cô nhỉ. Cái con này, sao từ nãy tới giờ mày toàn nói chuyện ngửa mồm thế hả? Thì là không đúng à, làm ma thế này trông xấu lắm nhỉ. Đứng lên. Không. Mày hỏi đi. Thôi mày hỏi đi. Tao sợ lắm. Tao mày hỏi thế. Đi. Thôi mày hỏi đi. Cô ra đây. Mày hỏi trước nhá. Ừ. Hai cháu có chuyện gì thế? Cô ơi, cho chúng cháu xin thôi ạ. Hai cháu muốn rút khỏi đội dân quân phải không? Vâng, chúng cháu sợ lắm. Có ở lại cũng chẳng bắn được máy bay đâu cô ạ. Thế hai cháu ở thôn nào? Cháu ở thôn Mai Xá, còn cái Loan ở thôn Bùi Hạ. Hai cháu là đoàn viên đoàn thanh niên lao động chứ? Dạ vâng, vâng ạ. Thế hai cháu quên lời thề khi vào đoàn rồi à? Chúng cháu nhớ nhưng chúng cháu sợ lắm cô. Thế các cháu tưởng các bạn ở đây không sợ à? Cô cũng sợ lắm chứ. Nhưng dù có sợ thì giặc Mỹ có buông tha đâu. Nếu ai cũng sợ thì lấy ai chiến đấu chống lại bọn chúng bây giờ? Lần trước nhìn anh Đào chết, cái Thược lại bị thương, chúng cháu hốt lắm. Hôm nay lại thấy mấy quả bom nổ sát người, chẳng còn hồn vía nào mà bắn nhau vì mấy cái máy bay nữa đâu cô ạ. Cô thương chúng cháu, cho chúng cháu rút đi ạ. Hai cháu nên nghĩ cho kỹ. Nếu vẫn kiên quyết rút lui thì để cô gọi người khác thay thế. Này, đưa đây tôi lau mặt cho. Mà con này nó nhỏ đều quá. Nào, lau vào tao đi. Lau ra đây xem nào. Thôi để cho nó xinh. Thôi để lau cho nó. Lau đi. Mũi mình kìa. Mũi phía. Quả bom này chỉ bay lệch vài mét nữa thôi thì có mà tan hết cả đội dân quân của mình. Cũng may đây là loại bom nhẹ do bọn F4 thường mang. Chứ nếu gặp loại bom 500 cân của bọn F105 thì dù ở cự ly này chắc cả khẩu đội cũng không tránh được thương vong.